Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài của sống Mỹ nha Dĩ nhiên khi mà thấy mình là mọi người đủ hiểu rồi đó, chúng ta sẽ sắp có một chuyện tranh cãi Nảy lửa Ok, chuyện tranh cãi nảy lửa đó là gì? Đó là tính tới bây giờ nếu mà mọi người xem được cái video này là mọi người cũng đang nghe được một câu chuyện là sắp có một người Việt Nam nữa Chính xác là một chú Việt Nam ở trên đất Mỹ này cỡ 40 năm là sắp bị trực xuất về Việt Nam, đúng chưa? Đó à và uh, có khá là nhiều kiến trái chiều trời ơi, có có uh, chú đó uh, có nên được tha thứ hay không Việt Nam có nên nhận chú đó hay không uh, uh, tại sao lại trục uh, sức con người ta ở trên nước Mỹ mấy mươi năm như vậy vân 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 vâng. nhưng mà trong cái video này mình không có nói gì mấy cái vấn đề đó mình chỉ nói về cái khía cạnh là gì tại sao cho những cái trường hợp mà ở Mỹ lâu như vậy lại bị trục sức tại vì mình chắc chắn một trăm phần trăm ông 101 phần trăm hồi đó giờ không có ai giải thích cho mọi người gì Lực pháp Mỹ đó dĩ nhiên mình không phải là luật sư ok nhưng mà mình hiểu rất là gành lực pháp Mỹ chỉ có luật sư mới hiểu gành hơn mình thôi à, okay. à. trước tiên á cái câu chuyện mà của cái chú Việt Nam này á, là chú đó 52 tuổi tên là Lê Hồng Lam qua Mỹ năm 1981 thì tính theo mốc thời gian chắc là chú đó sẽ đi đi vượt biên không à, tính theo tới bây giờ là chú đó đã ở trên đất Mỹ này 40 năm đúng chưa cái câu chuyện mọi người nghe là như vậy đúng không nhưng mà cái đó chỉ là nửa phần câu chuyện thôi đúng không chú đó mọi người có, ai kể cho mọi người biết tại sao chú đó bị trục sức hay không nếu không hậu là kể kiểu mà rất là sơ sài kể như chú đó đã qua Mỹ năm 1981 lúc năm 12 tuổi tới năm 1992 Tức là 11 năm sau lúc 23 tuổi chú đó phạm tội giết người Và uh, bị phán 34 năm tù và chú đó ở tù được 32 năm tức là tới năm 2019 thì được uh, ra có điều kiện quản giáo tới bây giờ không thành ra sở dĩ cái nguyên nhân mà chú đó bị trục sức á là nếu mà mọi người xem những cái kênh khác đó nha người ta chỉ giải thích cho mọi người có phần nửa vấn đề đó nha là người ta sẽ giải thích kiểu gì nè trời ơi có tịch mỹ đi nữa mà mấy 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 anh chị không có sinh ra ở mỹ thì cho dù phạm mấy tội trọng án ở tù xong cũng bị trục sức hả à? vân 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 đó đúng không đúng rồi mọi người thường nghe cái kiểu nói chuyện gì đó nhưng mà nó đó là sai sai ở chỗ là sao sai ở chỗ là nếu mà cô chú anh chị cho dù không có ở mỹ không có sinh ra ở mỹ đi nữa mà mọi người qua mỹ đàng hoàng sống đàng hoàng, thi quốc tịch đàng hoàng, vô quốc tịch đàng hoàng là chính phủ Mỹ không có thể đụng tới quốc tịch của mọi người được. Nói cách khác có nghĩa là gì? Nói cách khác có nghĩa là nếu mà mọi người sống đàng hoàng, vô quốc tịch đàng hoàng thì chính phủ Mỹ sẽ không được đụng tới quốc tịch của mọi người. Tức là cho dù mọi người có phạm tội gì ở trên đất Mỹ rồi nữa, mọi người ở tù xong, mọi người ra là mọi người không cần phải lo về cái chuyện bị trục sức ở đây nếu mà mọi người qua Mỹ một cách đàng hoàng và vô quốc tịch đàng hoàng. Ok. Cái đó mình đảm bảo mọi người có thể tư vấn luật sư để mà hiểu thêm ok. Phải không? Vậy cái cuộc tranh cãi này nữa là sao? Phải không? Có nhiều người đầu họ sẽ bắt đầu họ cãi lên, họ cãi lên mặc dù chưa chắc họ hiểu những gì họ cãi lắm nhưng mà họ thích cãi gì đó, họ sẽ nói trời ơi. Vậy sao những cái trường hợp à, chẳng hạn như cái chú này ở Mỹ mấy mươi năm không chỉ vì phạm một số tội nào đó thôi mình thí dụ những trường hợp khác luôn không lại bị trục sức vân vân ổn vân, vân cái đó là người ta chỉ hiểu có phần nửa vấn đề thôi không luật pháp Mỹ nó ghi là sao bất cứ ai qua Mỹ này mà chưa có quốc tịch Mỹ mà phạm tội thì sau khi mà họ thụ án xong sau khi họ ở tù xong họ đều sẽ bị tống cổ về nước của họ hết tức là nói cách khác có nghĩa là gì tất cả những người nào mà qua đất mỹ này mà phạm tội lúc họ chưa có quốc tịch mỹ thì sau khi họ ở tù xong họ đều sẽ bị tống cổ về nước hết thì cái mấu chốt nó nằm ở chỗ nhưng mà mọi người đã nghe rất là chính xác rồi đó lúc họ chưa có quốc tịch mỹ thì chúng ta phải hiểu là sao một người ở trên đất mỹ này ba bốn chục năm năm chục năm cũng không có nghĩa là họ có quốc tịch mỹ và ngay cả họ có ở mỹ 3, 4, 5, sáu chục năm đi nữa cũng không có nghĩa là cái lúc họ phạm tội họ có quốc tịch mỹ mọi người hiểu mấu chốt đâu trong cái trường hợp của chú này hay bất cứ trường hợp nào khác tức là lúc mà họ phạm tội họ vẫn là một công dân việt nam tại vì họ chưa vô quốc tịch mỹ hay là một công dân của nước nào đó nếu mà họ là công dân nước khác họ chưa có quốc tịch mỹ thì trong trường hợp đó theo luật pháp mỹ thì họ đã bắt đầu vô danh sách để bờ chờ trục sức rồi đó thì sau khi mà họ ở tù xong, không? thì cái gì còn lại là gì? cái hồ sơ đó nó được chuyển qua cho cơ quan uh, quản lý di trú tức là ICE, không? I, uh, ICE để mà nó bắt đầu nó tiến hành hồ sơ trục sức mấy người đó là tại vì ngay từ đầu họ đã không có phải là công dân Mỹ mà họ phạm tội ở trên đất Mỹ, cái mấu chốt mà chúng ta nên hiểu trên chính xác là nằm chỗ này, không? Chứ không phải là chính phủ Mỹ tước quốc tịch gì ở đây hết Chính phủ Mỹ không có quyền tước quốc tịch của mọi người Ok Wow Chị Thấy không cái mà cái đầu người có một số người họ lại thí dụ nữa ha họ lại cải tiếp họ nói trời ơi, vậy sao những có những trường hợp bị tước quốc tịch đó những cái trường hợp đó mọi người phải nên hiểu một trăm phần trăm chứ mọi người được có hiểu 50% phần trăm để mình thí dụ cho những trường hợp nào ha Thí dụ như một người nào đó họ qua Mỹ bằng đám cưới giả đi Đúng không? Đám cưới giả Tức là ngay từ đầu Ngay khi mà họ đặt chân tới đất Mỹ này Ngày đầu tiên là họ đã bị phạm tội rồi Tức là họ đã phạm tội ngay trước khi mà họ có bất cứ cái loại giấy tờ gì trên đất Mỹ này rồi Đúng không Thành ra cho dù họ có ở Mỹ bao nhiêu năm Cho dù sau này họ có vô quốc tịch Mỹ đi nữa Thì cái quốc tịch đó nó đã bị vô hiệu quá ngay từ đầu rồi thành ra trong những trường hợp đó chính phủ mỹ họ mới có quyền tước quốc tịch mấy người đó tại vì ngay từ cái ngày đầu tiên ngay từ cái giây phút đầu tiên là họ đã bị tớ, uh, vô hiệu hóa cái cái tư cách để mà vô quốc tịch mỹ rồi mọi hiểu không hoặc là trong cái trường hợp khác thí dụ như một uh, người nào đó chẳng hạn như cái chú lê hồng lam này đi ông phạm tội lúc mà ông chưa có quốc tịch mỹ thì cho không trong trường hợp này thì ông ở tù cái tới bây giờ luôn rồi phải thí dụ trường hợp khác trong trường hợp của một người nào đó ví dụ họ phạm tội nhẹ hơn mà lúc họ phạm tội họ chỉ có thể sanh thôi và họ phạm tội nhẹ hơn họ chỉ ở tù năm bảy năm thôi cái năm bảy năm sau khi họ ở tù cái họ ra tù không mà những cái chính quyền của mấy ông thời trước chẳng hạn như là ông clinton ông bush ông obama đồ này kia đó thì người ta dễ hơn không cơ quan quản lý di trú nó ai nó cũng dễ hơn nó, nó không có xét hồ sơ giống như bây giờ thì mấy người đó họ vô quốc tịch ha rồi rồi tới bây giờ khi mà thời ông tổng thống trump xong rồi bây giờ tới ông biden lên nó xét hồ sơ kỹ hơn ha thì nó lòi ra những trường hợp đó nhưng mà chúng ta phải hiểu cái mấu chốt là cái gì tức là ngay từ đầu lúc mà họ chưa có quốc tịch đó, là họ đã bị quỷ tư cách để mà vô quốc tịch rồi mọi người hiểu không thí dụ như qua mỹ bằng đám cưới giả tức là ngay từ đầu họ mấy người đó đã bị quỷ tư cách để mà vô quốc tịch mỹ còn nếu mà họ phạm tội lúc mà họ chưa có, có quốc tịch tức là họ đã bị quỷ tư cách để mà được quốc tịch mỹ rồi thành ra tất cả những cái 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 gì sau này họ có vô quốc tịch mỹ đi nữa thì cái tư cách đó nó đã bị quỷ ngay từ đầu rồi mọi người thấy không trong những trường hợp đó chính phủ mỹ mới có thể đụng tới cái quốc tịch của mấy người đó còn nếu như mà mọi người qua mỹ một cách bình thường giống như mình nói sống đàng hoàng vô quốc tịch mỹ đàng hoàng thì sau khi mọi người có quốc tịch mỹ mà thí dụ mọi người hăng máu quá mọi người phạm tội gì đó thì mình đảm bảo mọi người ở tù xong mọi người cũng sẽ được ở mỹ Đúng không chứ không cần phải lo bị trục sức ok nhưng mà mình nói vậy thôi đừng có đừng có phạm tội gì hết ok tại vì uh, ok <laughs> Đúng không? Đúng không tại vì sao cuộc sống mọi người nghĩ <laughs> sao tại vì mình thí dụ mình cũng thí dụ hơi hăng máu nữa mình thí dụ cho mọi người hiểu vậy thôi nha cái mấu chốt quan trọng là mọi người cứ làm một công dân đàng hoàng thì sau khi mà mọi người có quốc tịch là gì? Cái quốc tịch của mọi người nó là một cái quốc tịch chánh tông rồi Không Chính phủ Mỹ không còn tư cách để mà đụng tới quốc tịch của mọi người nữa Ok tới đó là chúng bây giờ là chúng ta good rồi đó Ok <laughs> Thôi video đó dài xin chào tạm biệt mọi người nha Bye bye